Em xin chào các bác nhé. Hôm nay thì bên em có một cái đơn hàng gửi một con KM5FX hàng chính hãng của Wootin. Đấy, như các bác biết là con Wootin KM5FX này ở trên thị trường có rất là nhiều loại, từ hàng nhái, hàng loại 1 cho đến hàng chính hãng. Đấy. Cho nên là ở đây là hôm nay có bác Nguyễn Kha có địa chỉ ở Tiền Giang đặt một con KM5FX hàng chính hãng. Và đây nhân tiện em test hàng cho anh đấy, thì em cũng làm một cái video để gửi đến anh và các bác ở trong kênh là một số những cái đặc điểm để nhận diện con vang Wootin KM5FX hàng chính hãng. Đấy. Đầu tiên đấy thì ở đây thì em đã đặt sẵn ra đây là một con hàng chính hãng và một con loại 1 nhé các bác, một con loại 1. Đấy, rất là giống nhau, hai con này rất là giống nhau này. Đây. Con này với con này bên này. Đây hai con. Các bác nhìn ở đây thì các bác có biết được là con nào là hàng chính hãng không ạ? Đây. Này, nếu để ý một tí thì con bên trái này của em là mặt nó có sáng hơn. Đấy, con này mặt đậm hơn này. Đấy, tối màu hơn. Đấy thì em báo luôn đây là con hàng chính hãng rồi. Hàng chính hãng. Và hôm nay em đang test và gửi cho anh Kha. Ở đây thì em sẽ chỉ cho các bác là một số điểm để nhận biết giữa con hàng chính hãng và hàng loại 1. Và hàng chính hãng thì các bác chỉ cần dựa những cái đặc điểm đấy của em thì chắc chắn là sẽ đúng và chính xác cho các bác nhé. Thì đầu tiên ở đây thì em chỉ ra cho các bác này, ở phía trên phần nắp này, đây, nắp trên này. Đây, hai con thì các bác nhìn thấy cái phần khác nhau chưa? Đây đầu tiên này, con hàng loại 1 này nó sẽ có một cái tem này, tem này, đây, một tem này. Và hàng chính hãng nó không có đâu, chính hãng nó sẽ không có cái tem đấy. Đây thì tiếp theo em sẽ mở lắp ở phía trong thôi cho các bác xem phía trong của hai con. Đấy, hai con đây, con này con lại một đây, giống nhau các bác. Đấy, giống nhau nhá, hai con giống yệt nhau này. Đấy, cái phần nguồn này đây chỉ là cái vỏ ly lông người ta bọc thôi. Đây là tùy vào cái lô người ta sản xuất thì có lúc là màu vàng, có lúc là màu xanh nhé, chứ mình không thể nhận diện bằng cái vỏ màu xanh hay màu vàng của cái nguồn này đâu. Đây đầu tiên thì các bác nhìn cho em ở cái phần mạch của con gà Wootin chính hãng này, lúc nào nó cũng dập, chẳng như là cái mạch chống hú ở đây. Đây, chống hú ở đây thì nó có chữ Wootin này, audio này. Đấy, hoặc là đây, cái mạch xanh ở dưới này cũng có chữ Wootin audio này, DSP này, thấy chưa? Đấy, hoặc là cái vỉ ở đây này cũng Wootin audio chưa? Đấy. Còn cái con hàng loại 1 đấy nhá, hàng loại 1 này thì không có này. Các bác nhìn mạch ở bên này, không có đúng không? Mạch chống hú này, không có đúng không? Và một cái mạch này cũng không có này, không có chữ. Đấy. Đây là con hàng loại 1 này, chạy một cái chạy hai IC to này, hai IC to, các bác nhìn hai IC to chưa? Hàng loại 1 này thì cũng rất là đảm bảo, giá thành nó rẻ hơn hàng chính hãng, cách tầm khoảng 700-800. Đấy thì các bác mua hàng lưu ý nhé. Còn ở đây hai con IC to của hàng chính hãng này, lô này thì nó dập, nó có cả chữ trên IC, nhiều lô là nó IC xóa như con hàng loại 1 đấy. Đặc điểm khác lớn nhất là khác nhau rồi là trên mạch của con Wootin chính hãng nó được dập chữ nhé các bác. Các bác lưu ý cho em cái phần đấy. Đấy. Còn gần như là giống nhau y hệt này, các bác nhìn. Y hệt. Rồi. Một đặc điểm nữa cho các bác là các bác để ý cho em cái phần dây nguồn của con chính hãng nhé. Dây nguồn của chính hãng thì em sẽ cho các bác xem này. Đây là cái vỏ hộp con chính hãng này, vỏ hộp này, cái vỏ hộp này rất là cứng này, cứng và chắc chắn. Đây cái dây nguồn của nó, đặc điểm nữa là dây nguồn này. Đấy, có cái một cái cục này, ta gọi là cái cục chống nhiễu. Đây
ni lông của ni lông bóng. Đấy, vừa rồi là một số những cái đặc điểm để các bác nhận dạng về cái con Huti chính hãng này. Các bác mua làm sao cho nó đúng hàng, đúng chất lượng, giá cả mà mình bỏ ra. Và bây giờ thì em sẽ thử cho các bác cái phần tiếng mic nhé. Con này cực hay ở cái phần tiếng mic. Nói chung là vang cơ thì con K15FX này từ trước đến nay nó vẫn có tiếng rồi. Đấy, rất là ok. Cả phần nhạc cũng phần tiếng mic. Lật, một, hai, hai, lật. Lật, một, hai, hai, một, năm, sáu, bảy, lật. Đấy, phần tiếng mic rất là hay. Nói chung là karaoke gia đình thì chơi tầm những con K15FX hàng chính hãng này thì rất là ok rồi. Đấy, là một trong những con vang cơ đi đầu, chất lượng ok nhá. Và đây là một video gửi đến ngắn gọn gửi đến anh Kha và có địa chỉ ở Tiền Giang. Đặt bên em nào con K15FX khác hàng chính hãng. Đây là một cái đây là cái hóa đơn này. Đấy, em sẽ dán trên cái bao bì đây, dán trên cái bao bì của con Huti này, trên cái hộp này. Đấy, và gửi đến anh. Hàng này đây em không yêu cầu đặt cọc luôn, hàng chính hãng, kiểm tra thanh toán đấy các bác nhé. Đây, và em ở đây thì video ngắn gọn gửi tới các bác thôi, thì ở đây em xin kết thúc video. Hẹn gặp các bác ở trong những video tiếp theo nhé.